Dạ Thắng chào bà con nha. Ngày hôm nay tiếp tục lên một xe cây. Ở đây là Sabo Mexico. Cây này là cây chiết hả cô chú? Giao về huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Rồi có một số cây khác nữa, trong đó có dừa, rồi ổi ubi, bưởi ubi, sầu riêng và lắc thon, đầy đủ hết. Bây giờ là đang lên Sabo trước. Ở đây là 390 cây. Thì bên Thắng sẽ giao 398 cây. 400 cây thì bù 8 đó cô chú. Cứ 5 cây đúng mà bên bán giống á, tụi con là 50 cây sẽ bù 1 cây. Còn cơ sở nào bán mà bù mình quá nhiều thì mình nên xem lại. Hai anh chị mua cây này của Thắng á rất là dễ thương, qua thương lượng giá cũng như là thỏa thuận xong về. Cái này giao ha. Rễ là lú ra bầu luôn bà con. Lú rất là nhiều, nhưng mà lú ra vậy thì nó không có đối tượng tương tác bên ngoài thì ít ngày nó đen mấy cái đầu rễ nè. Cây này là chất lượng luôn. Anh nói em giao cây nào bảm bảo sống giùm anh thì lô này là chắc cú luôn. Rễ rất là nhiều bà con. Quan trọng là mình khi mua giống mình chọn được cơ sở, thứ nhất là uy tín, thứ hai là thương lượng về giá cả thôi. Thắng nói thật cô chú, mà trong cuộc sống này không có cái hàng nào mà vừa rẻ mà vừa ngon hết trơn á. Nó phải tương đối chất lượng nó kèm theo. Chỉ có hên ông nào cưới được bà vợ ngon lành thì đó là rẻ đó. Máy nó phục vụ mình suốt đời. Cây rất là chuẩn nha, lú bầu rễ hết cô chú.